của cả các lớp, là cái quan trọng nhất là lớp của đáy chậu, lớp cơ bản. Thứ ba là mô tả cấu trúc của đáy chậu sau, đáy chậu trước và đáy chậu sau. Rồi mô tả các hành chậu thông, giải thích vai trò và ý nghĩa ứng dụng của trung tâm nhân đáy chậu. Đáy chậu có một cái nút gần như là một cái then chốt của cái đáy chậu, người ta gọi là trung tâm nhân. Thì cái trung tâm nhân này vô cùng quan trọng trong việc duyên vương cấu trúc của đáy chậu, mà chúng ta sẽ phải đặt các cái và giải thích cái vai trò như là ý nghĩa của cái trung tâm này. Ngoài ra đó thì các anh chị sẽ ứng dụng một số các cái kiến thức về giải phẫu đáy chậu để chúng ta bàn đến một cái khu vực mà rất là phổ biến đối với sản khoa, đó là gì? Đó là tái tạo cái đáy chậu hay là câu lại cái tầng sinh môn sau khi bị tổn thương hoặc là sau khi cắt tầng sinh môn. Thì đó là những cái nội dung của ngày chiều hôm nay. Thêm tiếp, bây giờ thứ nhất là về giới hạn. Như hồi nãy tôi đã nói rồi, đáy chậu được xem như là thành dưới của ổ bụng, và ngoài cái chuyện mà nó tạo thành bởi các lớp cân màng, các sự cơ mà, thì nó còn cho thấy những cái cấu trúc của điều dục, và đặc biệt là với đáy chậu sau chúng ta có cái ống tình trạng xuyên qua cái đáy chậu sau này. Rồi, mà nếu xem như đây là một cái sơ đồ để cho chúng ta thấy cái cấu tạo của đáy chậu, tức là nếu xem đáy chậu trước như là một cái hình tam giác này với hai cái thành phần là thành phần niều, đó là niều đạo và dục, đối với phụ nữ thôi chứ còn nam giới thì niều dục cái là một ha, thì phụ nữ thì âm đạo xương ba, thì đây cái vùng mà tam giác đó gọi là đáy chậu trước hay là tam giác niều dục, còn ở đáy chậu sau đó thì chúng ta sẽ có cái ống hậu môn đi qua xuyên qua cái đáy chậu sau. Và bắn từ đáy chậu trước qua đáy chậu sau luôn mà trang phục vào cái này, đó là một cái cấu trúc mà người ta gọi gần đó được gọi tên là hoành chậu hồng. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái giới hạn. Thì các chị đang nhìn thấy là cái hình gì đó, cái gì đó, cái khung chậu nhìn từ dưới lên đúng không ạ? Chúng ta xác định một số các cái cấu trúc. Đây là cái thấp mùng, đây là xương cột nè, đây là xương cột, đây chính là ổ bụng. Thế thì giới hạn của đáy chậu nó được mô tả như sau. Đáy chậu là một cái vùng hình tròn ở phía trước được giới hạn bởi cái gì đây ạ? Thấp mùng. Lưu ý khớp u là một cái khớp sùn, và thường thì trước đây các vị hay nói khớp sùn là khớp gì ạ? Khớp bán đầu hay khớp đầu hay là khớp đầu ạ? Khớp bán đầu. Thế nhưng thực sự ra thì cái khớp u nó không có động tác. Rồi hai bên sẽ là ngành ngồi vuông. Thực sự ra dùng chữ ngành ngồi vuông thì nó cũng đúng lắm đâu, mà nó phải gọi là ngành dưới của xương mu. Và ngành của xương ngồi thì nói chung nó được gọi thêm cái tên chung gọi là ngành ngồi vuông. Hai bên là hai cái ổ ngồi, và phía sau đó là dây chằng cùng ổ ngồi. Đây là cái dây chằng nối từ xương cùng cho đến ổ ngồi, và đặc biệt phía sau sẽ là xương cùng và xương bụng. Như vậy với các cấu trúc đó tạo thành một cái giới hạn cho một cái khoảng hình tròn nằm ở phía dưới cột mù mà người ta gọi là đáy chậu. Ngoài ra như hồi nãy chúng tôi đã nói, đây là cái đáy chậu thì có một cái mốc phân, một cái đường phân chia, lấy cái mốc là một cái đường thẳng đi qua phía trước của hai ổ ngồi. Từ đó ra phía trước thì nó tạo thành một cái tam giác, mà qua cái tam giác này xuyên qua là hai thành phần điều và dục, thì người ta gọi nó là tam giác điều dục hay là đáy chậu trước.
hai là đáy chậu, đáy chậu đều dùng được. À, cái tên ba cái tên này đều có thể sử dụng được đấy. Rồi, còn phía sau của cái giới hạn này thì sẽ cho cái ống hồng môn xương qua, và ở đây người ta gọi nó là tam giác hay là đáy chậu hồng, đáy chậu hồng môn nha, tam giác hồng môn hay là đáy chậu sọc, ba cái tên nó đều được. Và với cái tên thì chúng ta thấy ngay là cái thành phần cái cấu trúc đi xuyên qua các cái đáy chậu. À, để cho các chị về hình dung đó thì chúng tôi sẽ làm một cái sơ đồ 3D để các chị xem từng lớp một của một cái đáy chậu. Đi từ nông còn sông thì chúng ta có giang, bã, và mố và mặt nông. Giang, mặt nông. Tiếp đến, trước khi tiếp theo thì chúng tôi sẽ cho thì hai cái cấu trúc đi xem luôn. Đó là cái điều và dụng. Cái mà chúng tôi đang cho hiện thì đây, cái mà đang nhìn thấy đây chính là cái ống hồng môn. Thì tiếp theo sau đó thì chúng ta sẽ có một số các cái cấu trúc mà đi ra lớp. Cái cấu trúc điều chúng tôi đang cho hiện là cho hiện thì đó chính là mặt quanh điều dụng dưới. Như vậy chúng ta sẽ thấy này là dừa mặt nông và mặt quanh điều dụng dưới thì các thầy chỉ thấy nó tồn tại như thế này. Cái gì ạ? Một cái khoang trống. Khoang này được gọi là khoang đáy chậu nông. Và bên trong cái khoang đáy chậu nông này thì nó sẽ chứa một số thành phần cơ và đặc biệt là các đặc cơ của cơ quan sinh dục ngoài. Thì đó, như vậy là các anh chị lưu ý đầu tiên hết là cái khoang đáy chậu nông thì khoang này được giới hạn bởi hai cái lớp mặt. Trước khi cô cụ thể chúng tôi nói luôn về chuyện khái niệm và cái thuật ngữ mà các chị rất hay bị lẫn lộn đó là mặt và cân. Các anh chị phân biệt được mặt và cân không? Mặt là gì và cân là gì? Ai phân biệt được mặt và cân? Cân tiếng Anh là aponeurosis, còn mạc thì tiếng Anh là fascia. Thế thì với cái từ đó thì các anh chị có thể hình dung được cân là gì và mạc là gì chưa? Cân là gì ạ? Cân là gân dẹp thành bạc, còn mạc là cấu trúc hay là một cái tổ chức liên kết hay là một cái cấu trúc liên kết nào bao quanh lấy một vùng của cơ thể, một nhóm cơ hay là cấu trúc thì nó gọi là mạc. Như vậy mạc là tổ chức liên kết mà thôi, còn cân thì mới là gân dẹp. Bởi vì chúng ta ngay nó cân gì được, các chị biết cân gì rồi ạ? Cân cơ gì ạ? Cân cơ gì? Cân cơ giáo bụng ngoài, cân cơ giáo bụng trong, cân cơ ngang bụng, cân trên sọ, đúng không? Đó là aponeurosis, đó là gân mà dẹp thành một cái bạc rộng, dẹp rộng thành bạc thì gọi là cân. Còn mạc là tổ chức liên kết. Và như vậy cái mà chúng ta đang đề cập ở đây đều là mạc hết, mạc chỉ là tổ chức liên kết mà thôi. Thế thì ở đây đó chúng ta sẽ thấy các khoang của đáy chậu thì được giới hạn bởi các mạc. Khoang đáy chậu nông thì được giới hạn bởi mạc nông và mạc quanh đều dùng dưới. Tiếp tục các anh chị thấy chúng tôi cho thì một cái mạc nữa gọi là mạc quanh điều dụng kê. Như vậy thì giữa hai cái mặt này sẽ giới hạn một khoang. Khoang đó là gì ạ? Khoang đáy chậu sâu. Khoang đáy chậu nằm ở đấy, khoang đáy chậu sâu ở đấy. Và bên trong cái khoang này nó sẽ chứa một cái cấu trúc mà người ta gọi là hoành điều dụng. Hoành điều dụng là một cái tấm cơ
mà cho đi siêu của nó là điều đào hóa hành động. Cho nên chúng ta hoàn là hành điều dụng. Ta bây giờ chúng ta hoàn lại. Bây giờ nếu nói như vậy thì hoàn điều dụng với khoan đánh điểm sau có đồng ý hay không? Đồng ý không ạ? Hoàn điều dụng với khoan đánh điểm sau có đồng ý hay không? Đồng ý không ạ? Ăn nhìn thế nào? Hoàn điều dụng với khoan đánh điểm sau có đồng ý không? Nó khác nhau rồi này. Lưu ý này, khoan đáy chậu sâu là một khoan, là một cái space, hay một cái space, một cái space, là một cái khoan, nghĩa rằng là nó là một cái nơi mà có dung tích. Còn khoan nhiều dục là cái cấu trúc nằm bên trong cái khoan đó, đó là nội dung của cái khoan đó. Hình dung đúng không ạ? Giống như chúng ta có cái chai rượu. Thì cái lòng cái chai rượu, cái vỏ chai rượu đó là khoang, đúng không ạ? Còn cái rượu bên trong mới là nội dung. Hình dung được không ạ? Thì như giống như là cái chai rượu nó giống như là cái khoang, còn cái rượu bên trong nó chính là cái phần nội dung. Rồi tiếp đến nha. Như vậy chúng ta thấy là khoang đáy chậu nóng, khoang đáy chậu sâu, khoang đáy chậu nóng chứa các cơ ở khoang đáy chậu này và kèm theo là một số các cấu trúc mà đặc biệt là các tạng cương. Còn khoang đáy chậu sâu thì chứa phần đều dục. Hình dung được chưa? Đây là hai cấu trúc đi siêu khoang. Và các anh thấy băng từ trước ra sau, từ đáy chậu trước sang đáy chậu sau thì đó chính là khoang chậu thông, phần chậu thông. Và các anh thấy là ở đây nó sẽ có một cái cấu trúc nữa mà các anh sẽ thấy này, cái này cái hình cái mũi tên đang cho thấy đây chính là một con trống đúng không? Thấy con trống đúng không ạ? Cái con trống này nó nằm quanh cái ống hậu môn, là con trống này được gọi là hố ngồi trực tràng. Đây là ống hậu môn và đây được là trực tràng. Và là cái con rồng này được gọi là hố ngồi trực tràng. Và nếu nhìn đến đây thì các anh nhìn thấy có cái gì xảy ra, có cái gì ở đây, có cái gì ở đây, cái này là gì, theo các chị đây là gì, cái màu vàng, cái tấm màu vàng sẽ là con, là cái mà phần nhiều điểm trên, phải không ạ? Và cái cấu trúc màu nâu này nó chính là phần dầu không. Thì các thầy chỉ thấy giữa cái mạc hành điều trên và phần dưỡng hông có cái gì ạ? Một cái con. Con này chính là cái ngách trước của bố hồi được tràn. Do đó cái bố hồi được tràn này nó không ra con đáy chậu trước mà phía trên của cái mạc hành điều dưới và dưới của con dưỡng hông. Vậy các chị nhìn thấy được, đây là sơ đồ để cho chúng ta thấy được các cái lớp cấu trúc của đáy chậu. Ở đây là đáy chậu trước, còn đây là đáy chậu sau, đây là đáy chậu trước hay là đáy chậu điều dục, và đáy chậu sau là đáy chậu hậu môn. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát cái đáy chậu trước trước. Rồi nhìn từ đâu vào sâu, đây trên hình này chúng ta sẽ thấy được. Anh chị nhìn này. Trước khi cho hiển thị, các chị thấy đây chính là da đúng không ạ? Tiếp đến là gì ạ? Mỡ dưới da. Và giới hạn sâu nhất của mỡ dưới da sẽ là mạc đông, hay là mạc đáy chậu đông. Đây là lớp mỡ và lớp mạc của mạc đáy chậu đông.
đây chính là mà đáy chậu đồng. Tiếp theo, nếu nhìn trên một cái đồ đứng này, chúng ta nhìn lên này chúng ta thấy ngay đây chính là da và đây là mỡ, thì đây chính là mà đáy chậu đồng. Tiếp đến, các chị nhìn thấy một cái màng khác, đó là màng phần niều dục dưới. Và như vậy thì dựa hai cái màng này sẽ là gì ạ? Thế là gì ạ? Gì đó? Giữa màng đông với màng phần niều dục dưới sẽ là khoáng đáy chậu đồng. Như hồi nãy chúng tôi đã giới thiệu, đây chính là khoáng đáy chậu đồng. Đó, cái mà chúng tôi vừa mới cho thì đó, ha, đó chính là cái khoang đáy chậu đồng. Ha, chúng tôi tô màu cái khoang này luôn. Và nếu nhìn ở trong này đó, thì các chị sẽ thấy là khoang đáy chậu đồng có cái nội dung chính là các tàn cương của cơ quan sinh dục ngoài và một số các cơ, thì gồm có ba cơ chúng ta sẽ thấy. Và như vậy chúng ta thấy được cái khoang đáy chậu đồng. Đây chính là một sốt và hai bên là các cái mặt hàng. Còn đây chính là cơ hành sốt và cơ ngồi hàng. Hãy nhìn lên hình này. Lúc này theo các chị là chúng ta đã mở cái gì rồi ạ? Nếu đi từ da vào thì chúng ta mở cái gì rồi? Trên hình này. Mở cái gì ạ? Mở cái gì? Chúng ta đã mở cái gì rồi? Da mở là xong rồi. Mở luôn cái mạc, mạc nông, đây chính là mạc nông đấy các chị. Đây chính là mạc nông. Và như vậy chúng ta đang nhìn vào cái gì đây ạ? Đang nhìn vào gì? Đang nhìn vào gì? Khoang đáy chậu đồng. Và chúng ta thấy được, đây chính là các tầng gốc, các tầng cương được bao bọc bởi các cơ. Ở khoang đáy chậu đồng có ba cơ, đó chính là cơ hành xốp bao bọc quanh cái hành của vật sống. Đây chính là cơ ngang đáy chậu đồng và đây chính là cơ ngồi hàng bao bọc quanh hai cái rễ của vật hàng hay là trụ của vật hàng. À, bây giờ đây thì chúng tôi đố các anh chị, cái này là gì? Đó, cái khoảng tam giác mà chúng tôi vừa mới tô màu hay là gì ạ? Là gì ạ? Khoảng tam giác mà ông vừa tôi chúng tôi vừa mới tô vừa mới cho thiện liền. Đây là gì ạ? Mới cho ông vừa tìm tay luôn rồi đó. Mạc phần niều dục dưới. Thì hình dung ra được chưa? À, chúng ta đang đã mở cái khoang đáy chậu đồng ra, chúng ta đang mở đã mở cái mặt đồng rồi, chúng ta đang nhìn vào khoang đáy chậu đồng và đây này chúng ta thấy các nội dung của khoang đáy chậu đồng rồi và ở đây chúng ta thấy một phần cái hiển thị cái giới hạn trên của nó chính là mạc phần niều dục dưới. À, ha, tiếp tục nha. Bây giờ trên hình này, theo các anh chị, chúng tôi đã cắt cái gì để còn lại cái gì? Trên hình này chúng tôi đã cắt cái gì rồi? Đây vẫn còn là khoang đáy chậu đồng. Vì chúng tôi thấy đây chính là cớ. Đây chính là cớ ngang đáy chậu đồng. Ở đây chúng ta thấy được cái giới hạn, cái chỗ dính của cái hai cái tàn cương đó chính là gốc của dương của vật sốt mà người ta gọi là hành sốt. Và đây là hai cái trụ của vật hạt. Chúng ta sẽ dưới các bạn thấy nó tổng cảm như thế nào. Và đây chúng ta thấy đây là cái gì đây ạ? Cái gì ạ? Theo các anh chị? Đây là gì ạ? Niều đạo. Niều đạo.
đây là đang chúng ta đang nói về đáy chiều nam nha, chưa nói đến đáy chiều bình đâu, lý tưởng thì thấy đáy chiều bình đây hai cái góc tà dương đó. Bây giờ đây chính là vấn vật sốt và đây là vật can, và đây là hai cái trụ của can nó bám vào cái ngành nội môn, và cái gốc của các tầng dương này sẽ được bao che bởi hay là được phủ bởi hay là vây bọc bởi các cái cơ của phần đáy chiều nam, đó là cơ ngồi hàm và cơ hàm sâu. Giờ hình dung được khoang đáy chiều nam chưa? Hình dung được khoang đáy chiều nam chưa các chị? À, nắm được ha. Như vậy nói tóm lại, khoang đáy chiều nam là khoang được giới hạn với mạc đáy chiều nam và mạc thành chiều dưới. Nội dung dưới trong khoang đáy chiều nam xà lá là gì ạ? Gốc các hàm cơ và ba cái cơ, cơ hàm sớm, cơ ngồi hàm, cơ đáy chiều nam, ngang đáy chiều nam. Đây là cơ ngồi hàm, cơ hàm sớm, cơ ngang đáy chiều nam, thấy không? Và đây chúng ta cũng đang thấy cái gì đây? Đây là gì? Đây là gì? Đúng, mặt mặt dưới. Và bây giờ chúng ta qua cái đáy chiều của đường. Thì sao biết đây là đường các chị? Thì sao biết đây là đường? Hả? Thì sao? Tí này nè. Nhá. Cái cơ quan sẽ dùng hoa của đường. Đây chúng ta có thấy đây là mũi bé, đây là mũi lớn. Nha. Đây chính là tiền đình của âm hồn. Và đây chính là cái... Nhưng mà ở đây lại là gì các chị? Sao các chị đây là gì? Điều đạo. Là vì nó thông với... quá, này nó không được công cái đó, nó phải lá âm đạo được, và âm đạo làm sao đấy các chị? Các chị nhìn trên này cũng là thấy được cái lộ mật âm đạo xuống cái tiền đình của âm hồn, thấy không ạ? Rồi bây giờ chúng ta là nhìn lại các cấu trúc của khoang đáy chậu nông. À, ở đây đi từ nông vào sâu, ta thấy đây là da, cái mờ như da, đây là màng đáy chậu nông, thấy không? Đúng không? Chúng ta tiếp tục thấy đây chính là mạc đáy chiều sâu, thấy không? Và đây như vậy cái khoang nằm giữa hai mạc này sẽ là khoang đáy chiều nông, đây là nhà khoang đáy chiều nông, thấy không? Ở đây chúng ta thấy được cái hình ảnh của các tàng cương của đường giới ở đường giới. Cái tàng cương đầu tiên mà chúng ta thấy ở đây, các chị biết đây là gì không ạ? Cái mà tương ứng với cái trụ của vật khang ở nam giới, nó sẽ là trụ âm hồn của nữ giới, và cái tương ứng với vật sốt, cái tương ứng với vật sốt ở nam giới sẽ là hành tiền đình. Sao các chị biết là bởi vì khi mà chúng ta cái xin lỗi ở đây thì là bác sĩ cả nên tôi nói không có gì phải luôn cả. À, ở nam giới nó có cương, nữ giới cũng cương vì nó có các tạng cương nha. Khi nữ giới có cái kích thích về mặt tính dục thì các tạng cương của nữ giới cũng cương, nó cũng tích cái dồn máu ở trong tạng cương này, và nó còn cơm chứ không cơm các chị ha. Rồi và tương ứng với nam giới chúng ta có ngoài hai cái tàng cương, đó là cái hành của vật sốt và hai cái rề của vật khang, thì ở nam giới chúng ta có hành tiền đình và hai cái rề của âm vật, thì khoang đáy chiều nam ở nam giới cung chứa ba cơ, và cái gen giống như là của nam giới đó là cơ ngồi hàm, cơ hàm sốt, thì cơ hàm sốt thay vì nó bọc quanh cái vật sốt, cái hành của vật sốt ở nam giới thì nó bọc quanh cái tiền đình, và nó bị chẹt đôi ra là vì do có cái lồ mờ của âm hồn nha.
Rồi, và ngoài ra thì nó vẫn có cái khoang, cái cơ hai bên chậu rồng. Và bây giờ nhìn lại, đây là lớp bình dân. Các anh nhìn thấy, đây chính là cái cơ hai bên chậu rồng. Đây là cơ hàm, cơ ngồi hàm, và đây là cơ hàm xốp. Nhưng các thấy là cơ hàm xốp bị chạy đôi bởi hàm hộp. Thấy không? Rồi, chúng tôi sẽ cho một tích sâu một chút các bạn xem. Đây, ở bên cái hình này thì chúng tôi đã cắt bớt đi cái một phần, cái phần bên trái của cơ hàm xốp, và cho chúng ta thấy đây chính là cái một cái tàn dư ở đường, gọi là hành tiền đình. Hành tiền đình là một cái tàn dư ở đường nằm hai bên của cái tiền đình âm hộ. Và trong cái thì thấy là lộ một trên mở vào trong trong tiền đình âm hộ, thì chúng thấy đây chính là lộ của âm đạo, đây chính là điều đó. Rồi và thì thấy ở đây chính là cái âm vật, đây là âm vật, và hai cái rề của âm vật nó dính vào cái ngành ngồi mụn và được bao bọc bởi cơ ngồi hàng. Và đây chúng ta còn thêm một cấu trúc nữa mà các anh chị lưu ý là trong khoang đáy chậu, trong khoang đáy chậu nông thì có thể có thêm một cái tuyến, đó là tuyến tiền đình lớn ở đường dưới. Các anh chị biết tuyến tiền đình lớn không? Ta nghe tuyến scan chưa? Nghe chưa? Cái tuyến mà bị viêm khi viêm nó bị áp xe đối với đường dưới, đây gọi là tuyến tiền đình lớn. Như vậy tóm lại, khoang đáy chậu nông ở đường sẽ chứa các tàn hư của đường dưới, gồm có trù của âm vật và hành tiền đình, kèm theo là ba cái cơ là cơ ngồi hang, cơ hành xốp và cơ ngang đáy chậu đồng như là đang đây. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái khoang tiếp theo. Hồi nãy chúng ta đã thấy cái cấu trúc này rồi, đó là gì ạ? Ba toán nếu dục dưới, thấy không ạ? Thì chúng ta thấy được đây chính là bản phần nhiều dục trên. Thấy chưa? Và như vậy giữa hai mạc sẽ là gì ạ? Giữa hai cái mạc này sẽ là gì ạ? Là gì? Khoang đáy chậu sâu. Và khoang đáy chậu sâu này nó sẽ chứa, các anh nhìn thấy ở đây trên hình này, cho chúng ta đây chính là khoang đáy chậu sâu. Và trong này nó sẽ chứa một cái cấu trúc như là một tấm cơ băng ngang, và cho hai cái cấu trúc, hai cái thành phần của điều dưỡng đi qua. Do đó mà người ta gọi cái tên đó là quần liễu dục. Quần liễu dục nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái khoang đáy chậu sâu, đây là của nam giới nè, người giới tiến được qua sau. Đây hình ảnh của đây là ở đây chúng ta thấy rồi, quen thuộc các chị. Đây là gì ạ? Khoang đáy chậu sâu với mạc hành điều dưỡng dưới. Giờ tôi cắt cái mạc hành điều dưỡng dưới đi, thì chúng ta đang nhìn vào gì? Khoang đáy chậu sâu. Và khoang đáy chậu sâu các nhìn thấy là nó cấu tạo chủ yếu bởi một cái tấm cơ, thế mà thì do đó cái tấm cơ này được gọi là hoàn liều dục, vì nó cho cái thành phần liều dục đi qua ở đường dưới thế rất rõ hơn được. Thì đối với cái hành liều dục thì nó gồm có hai tạo thành 12 cơ chính, đó là cơ thứ nhất là cơ ngang đáy chậu sâu. Các chị thấy là các cơ này nó bám từ cái gì đấy, từ cái ổ ngồi mặt trong của cái ngành của xương ngồi chạy sang bên và đi bám vào cái trung tâm cơ đáy chậu. Đây chính là cơ ngang đáy chậu sâu. Và cơ thứ hai, cơ này nó vây quanh lấy cái liều đạo,
Do đó người ta gọi là cơ thắt nhiều đạo. Cơ thắt nhiều đạo. Ở nam giới thì trong cái khoang đáy chậu sâu này nhớ lưu ý dùm là có thêm hai cái tuyến. Này hai tuyến này. Hai tuyến này. Tuyến này được gọi là tuyến thắt nhiều đạo. Như vậy hôm nay chúng ta đang là nói nhớ là ở trong khoang đáy chậu sâu thì có hai cái tuyến là tuyến skin. Thì tuyến này lại là tuyến tiền đình lớn thì nằm ở khoang đáy chậu đông một đường, còn ở nam là ở khoang đáy chậu sâu có hai tuyến, đó chính là tuyến hành tiền đạo. À, đây là cái tuyến mà tiết ra cái chất nhờn ban đầu khi bắt đầu có kích thích tinh dục thì tiết ra đầu dương vật. À, lúc đó là chưa tiếp xúc tinh vật có cái tiết mở đầu dương vật thì đó do cái tuyến này tiết ra chất. À, tuyến hành tiền đạo. À, bây giờ được vậy, chúng ta đang thấy cái này là gì ạ? Cái gì ạ? Cái này là gì ạ? Đang có được gì vậy? Rồi là hành tiền đình. Đây chúng ta thấy cái tuyến tiền đình lớn. Thấy không? Rồi ở đây nhìn luôn, ở đây thì người ta đã cắt mất cái cơ bồi hạ và cho chúng ta thấy toàn bộ cái âm vật. Đây chính là quy đầu âm vật. À, đây là thân âm vật và đây chính là hai cái trụ của âm vật. Và hai trụ này được bao bọc bởi cơ ngồi hạ. Ở bên phía bên trái thì đây là người ta đang mở cái gì đây các anh chị? Cái này là gì? Đây là gì ạ? Đây là gì? Đang mở cái gì đấy? Mạc thân đều dục dưới. Và cho chúng ta đang nhìn vào đây chính là khoang đáy chậu sâu ở đường dưới. Đấy không ạ? Rồi, trong khoang đáy chậu sâu các anh chị thấy nó cũng có hai cơ rất rõ. Đây chính là cơ ngang đáy chậu sâu và đây chính là cơ thắt nhiều đạo. Cơ này nó do có tồn tại thêm cái âm đạo ở đường giới, do cơ này nó quay ngoài việc là nó vây quanh cái nhiều đạo thì nó có những thế chạy tới bám vào thành bên của âm đạo luôn. Rồi như vậy là chúng ta qua khoang đáy chậu sâu là được, thấy không ạ? Nhớ lưu ý dùng khoang đáy chậu sâu được không có tiến hành điều đạo, mà tiến từ đường lớn lại nằm ở khoang đáy chậu nồng. Đó là trung tâm gân đáy chậu. Bây giờ nhìn lại đối với trung tâm gân đáy chậu, viêm điểm đến thời điểm này thì nó có những cái thành cấu trúc nào đã bám vào trung tâm gân đáy chậu? Cái nhất và chúng ta thấy cái cơ thành sâu nó đến bám vào trung tâm gân đáy chậu. À, thứ hai là cơ cái gì đây ạ? Cơ ngang đáy chậu đông. Rồi ở sau hơn thì có cơ ngang đáy chậu sâu. Ngoài ra các mạc của các khoang đều bám vào trung tâm gân đáy chậu, nghĩa rằng là mạc nông nó cũng bám vào trung tâm gân đáy chậu. Mạc phân nhiều dục dưới nó cũng bám vào trung tâm gân đáy chậu. Mạc phân nhiều dục trên cũng bám vào trung tâm gân đáy chậu. À, như vậy tính đến thời điểm này là có mấy cái được các chị? Cơ hành cơ, cơ ngang đáy chậu đông, cơ ngang đáy chậu sâu, mạc đông, mạc phân nhiều dục dưới, mạc phân nhiều dục trên. Ngàn sáu cái thành phần bám được. Ngoài ra nếu nhìn cái này thì chúng ta lại thấy thêm một cái thành phần nó cùng bám vào trong cái trung tâm gân đáy chậu, nhưng mà nó từ cái đáy chậu sau tới nó chính là cơ thắt ngoài hậu môn. Nó cũng thể bạn giúp được khi học đến cái con đáy chậu sau đó thì chúng tôi sẽ nói chi hơn, là vì cái cơ thắt ngoài hậu môn này nó có ba phần, thì chỉ có cái phần nông của cái cơ thắt ngoài hậu môn là nó đến bám vào trung tâm gân đáy chậu thôi.
ra chúng ta có 7 thành phần. Ngoài ra cái bờ trong của cái hạnh chầu thông nó cũng bám vào trung tâm lên đấy chầu. Như vậy là các chị thấy là hầu hết các cái cấu trúc ở cơ và màng ở đáy chầu đều bám vào trung tâm lên đáy chầu. Đó, các chị thấy nó bám vào. Nó giống như cái nút chính giữa. Nếu các chị tưởng tượng rằng là nếu chúng ta lấy nhiều năm cái cấu trúc đại diện cho nhiều cấu trúc đều bám vào trung tâm lên đáy chầu, chúng ta thắt một cái nút ở giữa năm cấu trúc đó và bỏ vào đầu năm rồi chúng ta căng thế này, căng năm cái cầu cung thế này, cái nút nằm phía trước đúng không? Cái nút đó nó đài nhiều cho trung tâm lên đáy chầu. Và nếu chúng ta dùng một cái kéo chúng ta ngắt ngang cái nút thì điều gì xảy ra? Toàn bộ cái đáy chầu nó bung, nó gọi là bung lùa, bung hết, bao hoa ra. Rồi bây giờ nhìn lại những cái cấu trúc bám vào trung tâm đáy chầu nhất, các chị đang thấy đây là cơ ngang đáy chầu đông, đây chính là cơ hành xốp, chúng ta thấy đây là cơ ngang đáy chầu xấu, chúng ta thấy đây là mạc đông, mạc đáy chầu đông. Tiếp tục chúng ta thấy đây chính là phần đông của cơ thắt ngoài hậu môn, đi từ sau các bạn, cơ thắt ngoài hậu môn. Rồi chúng ta thấy đây chính là mạc phần điều dưỡng dưới, đây chính là mạc hoành điều dưỡng trên, và đây chính là bờ trong của hoành chầu hồng, là đều là những cấu trúc mà chúng tôi vừa mới mô tả các chị, nó đều bám vào cái nút, cái then chốt của cái đáy chầu, nó chính là trung tâm gân đáy chầu. Và nếu như vậy các chị sẽ thấy ngay là nếu như cái trung tâm gân này nó bị tổn thương, điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra? Toàn bộ cái độ phân của cái thành dưới này nó sẽ bị phá hoại, bị gọi đi, đúng không? Do đó các anh thấy là nếu mà trung tâm gân này bị tổn thương thì gì? Sạc, chắc chắn là sạc. Sạc gì vậy? Sạc các tạng vàng. Đây, đây là hình ảnh lần này chúng tôi nói, nếu như chúng ta lấy cái trung tâm đáy chầu nhiều vật và bốn phía chúng ta căng ra những cái cọc tung, thì nếu chúng ta dùng một kéo nhắc vào đây điều gì xảy ra? Bùng lên và cái đáy chầu nó sẽ không còn vững. Và cũng chính vì vậy mà thường thường anh chị biết rồi là cái này thì ai mà đi học đi qua đều đi qua có sàn hết rồi và đều là đợi đẹp rồi, đúng rồi. Thì bao giờ phải đối với con sông thì thường là để tránh rắc ra sau vào cái trung tâm gân đáy chầu này thì người ta làm một cái thủ thuật gì ạ? Cắt tầng sinh môn, cái mà gọi là cái từ nôm na chúng ta hay sử dụng và từ lâm sàng chúng ta hay sử dụng đó là cắt tầng sinh môn, đó là episiotomy, tất nhiên là mơ cái đáy chầu. Nếu mà dịch theo sát cái nghĩa của từ tiếng Anh ấy, đó là mở đáy chầu, thì thường người ta mở bằng cách nào các chị? Hai đi sạc rồi. Ở đây có ai đã đi sạc nhiều rồi. Khi mà làm cái episode tức là làm sao cách nào các chị? Rồi nhưng mà cắt lúc thời điểm nào? Tất nhiên là nó đương nhiên nó phải xóa phải bờ được cũng rồi, và cái đầu thai nhi nó phải đi xuống và nó căng ngay cái hộp hộp nha. Khi căng như vậy đó thì do đó khi mà các chị sử dụng một cái đầu kéo của các chị nhấp ở hướng 5 giờ hoặc 7 giờ thì nó không chạy ngon, tại vì cái đầu thai nhi là thúc xuống làm đen làm mọc là chèn vào cái bếp của hộp hộp rồi. Đó, khi mà cái gì cắt một cái thì giống như là cái giấy mà không còn lề mà giấy rách gì lấy lề, đúng không? Giấy mà khi mà đang còn nhàu nát ra một đạn bù nhưng mà chưa đang còn cái lề thì nó rách, chỉ cần tắt một tí ở cái lề, rách một tí ở cái lề thì nó sẽ rách to
thì khi người ta cắt ở hướng 5-7 giờ thì với cái lực căng của cái đầu thai nhi thì nó làm mở rộng cái vết cắt này, nhưng mà mở rộng theo một cái định hướng, đó chính là hướng 5 giờ hoặc 7 giờ. Và khi mà nó mở rộng theo định hướng đó thì nó không làm gì, nó không rắc thẳng ra phía sau nhưng nữa mà. Và khi mà không rắc thẳng ra sau thì nó sẽ không tổn thương ngay trung tâm gân mấy chậu này. Các chị biết là chúng tôi sẽ dưới cái gì là có bốn cái đồ mà rắc của tần sinh bô hay là rắc của cái đáy chậu đó, thì các chị thấy là biết là cái rắc đầu bụng nó rắc bọt hết cả cái cơ thắt ngoài hậu môn, rắc luôn cả cái thành của trực tràng, rắc luôn thành trực tràng. Thì đó là cái hướng rắc ra phía sau. Thì chủ yếu bởi vì cái thủ thuật mà mở tần sinh bô này thường chỉ sử dụng đối với có không sợ. Vì sao mà không rãn cần các chị? Vì sao không rãn cần? Là vì nếu đã sinh không rãn rồi thì cái âm đạo và cấu trúc của đáy chậu đã bị nâng rộng rồi, nó không chắc rồi, do đó nó không bị rách nè, nó giảm về là chấp nhận để cho cái ngôn thai gì đó. Đó, nếu như chúng ta nhắc một cái, nếu không nhắc thì nó rất là thật, đúng không? Còn nếu mà chúng ta nhắc một cái thì gì sẽ ra? Toàn là một đây và cái đầu thai nhi có thể sổ ra như vậy. Nha. Thì đó là cái trung tâm gân cái chậu và cái khu vực mà người ta gọi là mỡ từ mỡ cái chậu. Nha. Cái tỷ số của mình hay là mỡ tầng xương bồ hay là cắt tầng xương bồ. Rắc tầng sinh môn thì nó có mấy độ, đây là độ 1, đây là chỉ rắc âm đạo da à, đây là cái độ thứ nhất, độ 1. Nếu như rắc âm đạo, rắc một cả da và các cơ của đáy chậu trước thì đây là độ 2. Nếu nó rắc cả âm đạo, cả da, cả các cơ của đáy chậu trước và rắc luôn cả cơ thắt ngoài hậu môn thì đây là độ 3. Nhưng mà nó rắc tiếp luôn, nó rắc luôn cái thành của ống hậu môn, rắc luôn cái thành của ống hậu môn và trực tràng thì đây chính là độ 4. À, với cái kiến thức mà các chị đang có về cái cấu tạo của tầng sinh môn đó, hay là của cái đáy chậu, bây giờ chúng ta không của các bạn theo các chị ở đây có ai đi sàng là bác sĩ sàng chưa? Trong lớp mình có ai là bác sĩ sàng không? Em là người chú sàng hả? Hả? Ai là người chú sàng? Thằng này em đã từng không tầng sinh môn chưa? Không là cách này. Đây thì đấy đừng có ngài sai. Chúng ta nói không có gì phải ngài hết. Nếu sai thì sửa. Tại mình đang học mà đâu có gì đâu sợ. Theo em thì em không tầng sinh môn như thế này. Thường thường á, các nội trú thường thường hiện tại nếu không câu thì chỉ mới câu đến hết cái độ 1 thôi, hoặc qua cái độ 1 và độ 2 thôi, chứ thường là không qua độ 3 và độ 4. Tuy vậy cứ lấy cái thực tế của một người đã có kinh nghiệm làm từ một vài lần đã có câu thì em câu thế này. Dạ, cái này là nếu mà không độ 1 thì từ cái vị trí đỉnh của cái vết cắt lên 0,5 cm thì mình sẽ lấy cái đầu chỉ từ đó rồi bắt đầu khâu cơ, khâu hết lớp. Cứ nói đi, không sợ sai. Ai chúng ta đang học mà không có gì đâu mà phải sợ cái gì sai. Và khi mà mình nói một lần rồi mà chúng ta được điều chỉnh thì chúng ta sẽ nhớ hoài, không bao giờ quên. Thành ra không có gì về ngày thì phải hết trơn á. Không cơ chứ.
này. Rồi các anh chị có ai có gì đó có ý kiến gì khác không? Đây các chị nhìn thế này, đây là các cái đồ rắc ha. Chúng ta thấy ở đây chỉ có rắc cái đồ một, chỉ có là rắc cái âm đạo, cái thằng sau đạt vào một tầng của cái da thôi. Thì qua đến đây là rất cái thằng sau đạo da và các cấu trúc của đáy thủy được nha. Qua đến đây là rất luôn cái thành cái cơ thắt ngoài hậu môn, nhưng mà chưa xâm phạm đến thành của ống hậu môn nha. Còn đến đây các chị thấy là nó bông luôn, đây là cái thành cái ống hậu môn này, nó tách luôn cái thành của hậu môn. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái câu tái tạo như thế này. Rồi nhìn đến này các chị lưu ý nguyên tắc của câu tần sư môn sẽ là trước câu trước và sau câu trước. Nghĩa là gì? Các anh nhìn thấy